Theo tờ Daily Mail, Harry Maguire đã cảm thấy sốc và giận dữ khi huấn luyện viên Ten Hag nói sẽ tước băng đội trưởng của trung vệ người Anh trong buổi tập của Manchester United vào hôm qua, 16 tháng 7. Chỉ sau đó ít giờ, Harry Maguire đã lên tiếng trên mạng xã hội về quyết định của chiến lược gia người Hà Lan là lý do anh sẽ rời sân Old Trafford ở mùa hè này. Sau khi thảo luận với huấn luyện viên hôm nay, ông ấy đã thông báo với tôi rằng ông ấy sẽ thay đổi đội trưởng. Ông ấy đã giải thích lý do của mình và tôi thì vô cùng thất vọng, nhưng tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình mỗi khi còn khoác áo đội bóng này. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người hâm mộ Manchester United vì tất cả sự ủng hộ tuyệt vời của họ trong thời gian tôi đeo băng đội trưởng. Kể từ ngày tôi đảm nhận vai trò này là 3 năm rưỡi trước, được dẫn dắt đội Man United là một đặc ân to lớn và là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến nay. Đó là một trong những vinh dự lớn nhất cho bất kỳ ai ở câu lạc bộ này. Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp Manchester United thành công trong và ngoài sân cỏ. Tôi sẽ luôn biết ơn Ole Gunnar Solskjaer vì ông là người đầu tiên giao trọng trách cho tôi và tôi mong bất cứ ai đảm nhận nó sẽ gặt hái được nhiều thành công. Họ sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình của tôi, Harry Maguire chia sẻ. Theo tờ Daily Mail, băng đội trưởng nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Ten Hag giao lại cho Bruno Fernandes hoặc Casemiro. Trong khi đó, Harry Maguire có thể rời sân Old Trafford khi West Ham, Tottenham Hotspur, Newcastle hay Chelsea đều muốn có sự phục vụ của trung vệ 30 tuổi. Ngoài ra, các đội bóng không thuộc Premier League như Inter Milan hay Al Nassr của Saudi Arabia cũng đang để mắt tới việc chiêu mộ tuyển thủ người Anh.